Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn quay trở lại câu chuyện ngày hôm nay. Hôm nay là một câu chuyện rất đau lòng. Một cô hôm nay cũng gần 80 tuổi rồi, cũng lặn lội từ trên Sài Gòn xuống cái Biên Hòa Đồng Nai để cầu cứu anh em. Cô đã đi cầu cứu khắp nơi rồi, nhưng mà trong sự vô vọng và tuyệt vọng, hôm nay tới đây nhờ cầu cứu anh em. Thì cái câu chuyện nó như thế nào và rất đau lòng, và xin mời gửi đến quý vị các bạn sau ít phút nữa. Thì trước khi đi vào câu chuyện này, cũng xin nhắn gửi đến toàn thể quý vị khán giả, nếu ai gặp khó khăn trong cuộc sống, nếu ai gặp chuyện bất bình trong xã hội, nếu ai muốn tìm kiếm vợ bỏ đi, chồng bỏ đi, thì hãy liên hệ với anh em mình qua số điện thoại trên màn hình. Anh em sẽ giúp đỡ toàn thể mọi người một cách nhiệt tình và miễn phí. Rồi bây giờ chào cô nhé. Dạ, con chào cô. Thì trước hết là cô cho tụi con biết ở đây là cô tên gì và bao nhiêu tuổi rồi? Cô Lê Thị Lự, 75 tuổi. Ồ, 75, gần 80 tuổi ha. Bên Vi Hùng có bán nước cốt nhàu ở nhà tự làm, ủ 6 tháng thì nó mới được như cái hình bên cái chai này. Chị nhức mỏi này, đau nhức này, các vấn đề về xương khớp, huyết áp cao. Quý vị và các bạn ủng hộ Vi Hùng, mua hàng thì hãy gọi điện số điện thoại trên màn hình này. Vi Hùng sẽ giao hàng tận nơi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Thì hôm nay cô đến đây cầu cứu anh em, thì cái câu chuyện nó như thế nào? Cô chia sẻ để cho anh em cũng như quý vị khán giả có thể nắm được và có cái hướng giúp đỡ cho mình nào. Nó bị bệnh nay cũng 10 năm rồi. Là hai bệnh đó cô ha. Bệnh về làm như là bị trầm cảm. Là hai bệnh, con cô hả? Con thằng trai Út, thằng dạ. Trai nhỏ nhất bệnh, nó sinh 1979. Nó lên Biên Hòa trị bệnh rồi cái nó về, rồi nay nó bỏ đi hồi Tết giờ. À bỏ nó, đi lâu à, từ Tết giờ cô. Không thứ về mà tìm rồi cũng không gặp. À, cô đi tìm lâu nhiều lần lắm rồi hả? À, nhờ động công mạng cứu giúp rồi tìm em cháu. Dạ. Là coi con của cô là ở trong bệnh viện tâm thần. À, bệnh thần nó về. Dạ. Nó về hồi Tết. Hồi Tết cái qua Tết cái nó bỏ nó đi tới bây giờ luôn, nó không về. Là con mà không có tin tức. Con của cô là tên gì? Nguyễn Quốc Long. Nguyễn Quốc Long ha. Nó sinh năm 79. À, coi như là tự ở ngoài nè. Bị lâu chưa cô? Bị bệnh lâu chưa? Bệnh cũng 10 năm rồi. À 10 năm rồi ha. Ở ngoài kêu nó là anh Tôn. Dạ. Trong giấy là Nguyễn Quốc Long. Rồi có vợ con gì chưa cô ha? Chưa có vợ con gì hết. Dạ. Rồi là cô đi tìm kiếm mấy tháng trời luôn rồi ha. Hồi Tết giờ. Cô đã từng đi tìm ở đâu rồi? Tìm tùm lum cũng lên mạng nữa mà không gặp. Đi khắp nơi nhưng mà cũng trong vô vọng hả? Hôm nay đến cầu cứu anh em. Dạ. Thì cô được mấy người con? Được 3 đứa. 2 trai 1 gái. Nó là Út. Chị nó là giữa. Có người anh hai nữa. À, con mấy đứa con của cô cũng lớn cho lập gia đình hết rồi ha? Lập gia đình. Có mình nó chưa lập. À, cô có cháu nội cháu ngoại đầy đủ hết có. Ha? Có mình nó chưa có. Rồi à, hai đứa con cô cũng có lo cho cô này kia không? Thì tiền ăn đồ nó lo vậy thôi. Còn nhà thì có. Dạ. Khỏi có nhà trọ. À, cô cũng có nhà rồi. Rồi bây giờ là cô già rồi mà cô vẫn đi tìm con. Dạ. Thì hàng ngày cô tìm ở đâu? Nhờ ở đâu? Thì là mấy người quen đồ dưới lên mạng rồi vòng vòng đó không có thôi chứ gì đâu có đi xa được. Dạ, nhờ đó ông chở đi ha. Ờ, vì lớn rồi, tuổi rồi. Đâu có đi đâu được. Rồi bữa giờ con đi vậy rồi buồn lắm hả? Buồn chứ. Ủa điện thoại của cô của ai vậy? À. Rồi cô khóc nhiều không? Cũng khóc rồi, riết rồi, hết khóc rồi. Khóc cạn nước mắt rồi hả? Ừ, hết nước mắt rồi. Dạ, 80 tuổi rồi còn khổ vì con nữa. Yeah. Khóc cạn nước mắt rồi, trời ơi cô thấy nó quá. Nó cũng không có nhậu nhẹt, không có mà thuốc, không bà khơi gì hết. Dạ. Thì ngày trước là lúc mà còn nhỏ thì có bình thường không hay là một gặp một cái sự biến cố gì rồi không, bệnh không luôn? Không, không có bị gì hết. Tự nhiên về nó nhức đầu cái nó nằm nó la nó khóc vậy. Dù đi khám bệnh bị trầm cảm. Dạ.
Nay mười mấy hai chục năm rồi. Cô ở nhà cô làm công việc gì? Hậu làm nhà bán giấy số rồi bán hủ tiếu bậy bạ vậy. Dù gì lớn rồi, gì bệnh tim đâu có làm bán buôn gì đâu. Giờ cô còn đi bán số nổi không? Không làm bán nổi. Còn cái lo ha. Thì có như ít nhiều kệ. Khổ ha. Nãy rồi cô ở với con. Tính là chờ nó đó, là nhờ nó đó. Thấy là không có có rượu chè. Ý là nhờ Út ha. Tính là nhờ nó đó. Nó bệnh vậy rồi thôi gần 20 năm nay rồi, vì bán buôn rồi vì xe lây lất rồi lo cho nó chứ giờ. Thế bây giờ con của bà bỏ đi, bà có biết là con bà cô bà có nghi ngờ là con bà đi khu vực nào không? Bà có biết. Là bây giờ là coi như là anh bỏ đi lang thang bụi đời ha. Không biết. Khó lấy xe nhỉ? Đạp mà bầm xà lỏn áo thun vậy mà không có cách nào đi đi mình... qua Tết giờ nó đi. Giờ mình có tấm hình nào không? Thì đó có căn cước á. Căn cước thì cái tấm hình nó nhỏ quá, nó cũng khó tìm á. Thì nhờ chú quả ra giùm đi. Ở nhà mình không có tấm hình nào mà chụp chung Tết hay đám cưới gì đó hả? Không có. Nó không chịu màu mè gì đâu. Dạ. Nó không có chịu chụp hình gì đâu. Khi mà lên cơn rồi con cô có quậy không? Không. Nó bệnh vậy đi, nó hiền lắm. Nó khóc nó khóc la vậy. Nó khóc, hỏi con gì khóc. Cái nó không có gì hết. Cái mình đi thấy vậy đi nhà thương rồi nó bị thần kinh, bị thầm trầm cảm. Dạ. Rồi ở trong bệnh viện lâu không mà sao mà không cho ở rồi? Lâu hết rồi nó cho về vậy đâu có nó ở được. Dạ. Là coi như bác sĩ nơi khám là khỏe rồi. Khỏe nó cho về. Thì lúc mà mình điều trị trong bệnh viện là bao nhiêu tháng cô ha? Cũng cả gần một năm. Một năm luôn ha? Bệnh hậu dịch á, dịch cứ qua dịch gì mới đem về á. Dạ. Mà trước đó cô nói là bệnh 10 năm rồi mà trước đó là mình chưa không có đưa vô bệnh viện à? Có đưa bệnh viện mà cũng vô bệnh viện 2-3 lần rồi đó. Dạ. Vô rồi cái hết bệnh bác sĩ cho về. Giờ bệnh cho vô nữa, kỳ sau này mới vô lâu nè. Cứ hết bệnh xong rồi về. Mà chỉ có bệnh viện Biên Hòa là nó hết thôi. Còn xuống chợ quán rồi nó không hết. Dạ đúng rồi. Chợ quán nó không chịu. Thì sao mà cô biết tụi con mà nhờ cầu cứu? Có thằng cháu hồi sáng gọi chú á. Dạ, là cũng nó xem gọi được trên cộng đồng mạng thấy tụi con giúp mấy người mà bệnh cô tâm thần rồi ha. Nó Út có cái cộng đồng mạng nè, Út cô Út đi được. Nó tao đi liền. Dạ. Được gọi chú là chưa quá rồi, chiều á. Tao đi liền để coi cái nào ấy kiếm được không. Cô lên đây chắc cũng khoảng tiếng mấy ha? Đi hồi 1 giờ tới giờ á. Trời ơi. Bữa giờ con cô đi rồi, con là những cô có nhớ con cô nhiều không? Nhớ không nhớ, trời ơi con nằm, không đêm nhớ, nằm nhớ có khóc không? Đêm nằm có khóc không? Cũng khóc, khóc hết nước mắt luôn. Khóc hết nước mắt luôn hả? Giờ hết khóc rồi. Hết nước mắt rồi. Giờ hết khóc rồi. Rồi có nhớ con ăn uống gì được không? Được. Chứ giờ mình lo thân già mình chứ hỏi nhớ nó hoài bệnh nằm xuống ai lo. Dạ. Khổ ha. Rồi bây giờ cứ hàng ngày rồi cũng mướn nó ôm mà chạy đi vòng vòng đi kiếm con giờ hả? Không kiếm được thôi, giờ ở nhà chứ đi hoài tiện đâu có đi hoài. Dạ. Này cô đi cô thấy cô sách giỏ đùm quá trời luôn ha. Giấy tờ của nó. Giấy tờ bệnh rồi hả? Giấy tờ bệnh rồi. Nghe chú nó phải đem giấy tờ đồ chứng minh nhân dân quá. Dạ. Đi mới đem giấy. Rồi giờ nhà chú. Chú còn không? Chết rồi. Rồi. Mấy người con? Ba đứa. Bên Huy Hùng có bán mật ong rừng nguyên chất được khai thác từ trong rừng ra, giống như cái chai bên cái hình này, đảm bảo nguyên chất, chất lượng, an toàn, rất là tốt cho sức khỏe. Quý vị và các bạn mua hàng, hãy mở hàng ra kiểm tra, đúng đảm bảo chất lượng hàng thật thì mới thanh toán. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng, hãy mua hàng thì liên hệ số điện thoại ở trên màn hình. Huy Hùng sẽ giao hàng miễn phí toàn quốc. Đứa mấy trai mấy gái? Hai trai một gái, nói là Út có trai Út, yeah. Gái giữa. Trai Út là cô hy vọng này lo cho cô ha. Rồi con trai đầu là thứ hai. Tới gái thì tới nó. Rồi mấy cái người con của cô á, có phụ đi tìm em không? Thì nó cũng tìm mà đâu có, không có. Biết đâu tìm giờ, phương trời mênh mông mà biết đâu. Dạ. Có
có lên mạng nữa mà im rơ luôn, không nghe gì hết. Đi tìm kiếm trong vô vọng ha. Okay, vừa nghe nói đây gì vậy, kệ, còn đứa còn tác kệ. Dạ đúng rồi. Dạ. Con mình mắc, mình phải đi tìm chứ cô ha. Dạ, biết đâu mà không biết đi tìm. Dì cũng bệnh, bị tim á. Dì bị tim. Dạ, bị tim. Mệt lắm. Ờ. Mệt. Nhớ con cái mệt nè. Ừ, mệt. Nhưng mà ăn uống rồi cô được không? Nhớ con ăn uống ít lắm. Ít hả? Trời ơi, khổ ghê, nhìn nó cô này 80 tuổi rồi mà cũng chưa yên phận. Cái gì mà nhiều tài liệu bí mật rồi, cũng biết là có gì không? Có tiền gì không cô? Cô sách đó đi đỡ người ta giật sao? Không, tiền bạc là nhiều không? Tiền bạc gì? Giấy tờ là hồ sơ bệnh án của con của cô gì? Ừ. Cô đem lên hết luôn ha. Thì chú nói có hồ sơ, có bệnh án đem... Dạ. Chứng minh dần dần nó với bệnh án của nó đem cho cô. Gom hết lật đật đi, nó hối cái lật đật gom đi nè. Khổ quá. Khổ quá, 80 tuổi. Được. Bây giờ hôm nay cô lên đây là cái tâm tư nguyện vọng của cô là cô... Thì mong mấy chú tìm dùm được... Rồi tìm cho con mình, cái thứ nhất là tìm con. Ừ. Rồi cái thứ hai là cuộc sống của mình có khó khăn không? Cũng khó khăn rồi, nhờ con thằng trai lớn con, nó đi... Con lo có ổn không? Ăn nói chung là vẫn đủ ăn ha? Ừ, nó đi làm, cũng nó làm cửa kiến này nè. Dạ, yeah, nếu vậy thì cũng mừng. Dạ, cũng đỡ. Nó lo, nó có hai đứa con nữa. Là chiều, hiện tại bây giờ là cô đang ở chung với con trai cô. Còn con gái thì lấy chồng rồi, cũng ở riêng hay gần ở đó không cô? Cũng gần gần đó. À, con gái cô cũng khá không? Không, cũng gần gần đó rồi. Bây giờ cũng khó khăn cho con cái đi học hành. Dạ. Yeah. Mình ở từ đó giờ... Hầu giờ ở chỗ sanh đẻ giờ ở đó luôn. Dạ. Yeah. Thành ra mới có nhà chứ mà nếu mà ở đâu lại làm sao mua nhà được. Dạ yeah, đúng rồi. Cha mẹ cho chứ không phải mua nữa. À. Cha mẹ cho cô ở tới giờ luôn ha. Cho tới giờ luôn. Chứ dạ. Hồi đó bán vé số mà làm gì có tiền mua đất ấy. Mà giờ thời buổi khó khăn nữa, làm sao mua. Cô nghĩ bán vé số lâu chưa? Lâu rồi. À, nghĩ cũng lâu rồi ha. Ừ. Hoài bán số ra lúc trước là cô còn làm gì nữa không? Thêm thu nhập nữa. Hồi trước làm công nhân. Công nhân ha. Ừ. Giờ hết già rồi ha. Ừ, già rồi. Dạ. Về cái nó cho gì không non. Cái không có lãnh tiền hàng tháng gì nữa. Ta bây giờ ta làm công nhân ta lãnh tiền hàng tháng đó, về hưu lãnh tiền tháng mà về hưu non. Giờ mong muốn cuối đời là tìm được gặp được con gặp ha. Được con, mong nhờ con á, và anh đi vậy làm sao bây giờ không cần tiền nữa, cần tìm con được rồi. Thì tìm con về nó lo cho mình. Tội nghiệp quá. Cũng hơi khó đó. Tại vì khi mà cô có một cái tấm hình của con cô á, thì chắc chắn bây giờ con cô là mắc bệnh tâm thần, thì đang đi lang thang ở ngoài đường. Đúng rồi. Mà mình không biết là... Không, nó cũng tỉnh táo, nhà thương ra nó khỏe lắm. Nó biết, nó tỉnh táo. Chứ mày cũng có bệnh. Ừ, chứ bệnh. Không phải mỗi là ngày bệnh. Phải uống thuốc. Mà nó không có uống thuốc là nó bệnh nặng. Dạ. Mà nó không hôm nay biết có uống thuốc, nó uống rồi sao ai biết. Thì đi chứ mỗi ngày phải uống thuốc. Đi là đương nhiên không có thuốc uống rồi. Đúng rồi. Rồi là đi ra ngoài đâu có tắm rửa giặt giũ gì đâu, nên là chắc giờ tóc tai lùm xùm đồ cũng khó nhận ra. Nên là bây giờ không có hình ảnh lớn mà chỉ có hình chứng minh thì nó nhỏ xíu rồi, nên là cũng khó tìm lắm, cũng khó. Phải có cái tấm hình bự bự ha. Chứ bây giờ bây giờ chú trong ấy chú họa ra lớn giùm tôi. Nhưng mà cái hình chứng minh á là nó khác cái hình ở ngoài đời thường. Không, cái này mới nó hiện tại chứ không phải lâu. Rồi để tí nó trong nhà thương nó ra là chụp liền á. Tí giờ tụi con sẽ chụp lại cho cô, rồi tụi con giúp cho cô, không có mất tiền đâu cô nhá. Không, tôi gửi chú mấy chú kệ. Yeah, cái gì cô không ai mà không cần đâu, tụi con giúp miễn phí. Mà cũng ấy gửi mấy chú tiền chú rửa giùm. Yeah. Nó ra là hiện tại, nó ra là hình hiện tại chứ không phải là hình cũ đâu, hình mới á. Dạ. Hên ghê, nó ra cái bắt chứng minh nhân dân làm lại cái nó chụp hình cái nó đi liền á. Cái con của cô họ tên đầy đủ là gì? Nguyễn Quốc Long. Nguyễn Quốc Long. Tên thường gọi là gì? Là anh Ton.
Anh to. Báo sớm là kêu anh to. Sinh anh to năm bao nhiêu? Hả? Sinh năm bao nhiêu cô? Sinh năm 79. À, tôi nhớ rất là kỹ ha. Trời ơi, con mình dạ. Không nhớ làm sao? Rồi mà hết bệnh xong rồi về là cái tình cờ là đi làm được căn cước luôn. Ờ, bây giờ mới có hình. Ghê vậy? Chứ ở nhà không có hình chụp á cô ha. Không. Rồi có căn cước cũ thì nó đâu có giống. Bây giờ mới giống nè. Dạ. Đó nhờ mấy cú chú Quạ ra giùm chụp trong điện thoại của Quạ. Dạ, cũng hy vọng để tụi con làm. Mà hy vọng bây giờ á đi 6 tháng rồi chắc tóc tai lù xù lắm. Có biết đâu. Dạ. Nó cũng tỉnh. Mà không biết sao nó có uống thuốc không nè. Nếu mà tỉnh thì không có đi đâu cô ơi. Bây giờ gọi là không biết gì nữa rồi mới đi lang thang vậy đó. Biết làm sao. À, lúc bà về ở bệnh viện về là được mấy tháng rồi đi luôn. Ừ, mấy tháng rồi là qua Tết nó đi tới giờ luôn. À, mà về là có thuốc uống đầy đủ hết luôn ha. Tôi chuẩn bị thuốc để nhà nó là tối tự mình đưa cho nó uống thôi chứ không để nó uống nữa. À, thế cô đi bằng từ trên Sài Gòn chạy xuống Biên Hòa Đồng Nai gặp anh em thì cô đi bằng xe gì xuống đây? Xe Grab á. Xe Grab à, hết bao nhiêu tiền? Chưa biết nữa, về hỏi nó nhiều tiền không biết. Ờ, thế ai cho cô tiền đi? Thì mình cũng có chút đỉnh rồi. Có nhiều không? Dụng vài trăm. Cô còn vài trăm ngàn rồi mình hỏi có bao nhiêu? Vài trăm hay là mấy triệu? Không. Cô còn tiền không? Có nhiều ít. Vài trăm ngàn về nó nhiêu coi mình trả tiền đó. Dạ, nói chung là đủ tiền xe đi ha. Tụi con hỏi có một cái ý là hỏi cô có tiền không, có khó khăn không thì tụi con sẽ hỗ trợ cái tiền đó. Còn nếu mà cô dạ là cô có tiền đi rồi ha. Dạ rồi, có tiền đi rồi thôi, tại vì tụi con thì cũng giúp tất cả mọi người nhiệt tình và miễn phí luôn. Nếu ai không có xe đi thì xuống đây tụi con hỗ trợ tiền xe đi về xe về luôn. À, cô nhớ chú. Dạ cô có rồi thì tụi con để dành cho những hoàn cảnh khác nè. Nhá. Khổ quá. Khổ lắm. Sống thế gian này khổ lắm, đủ thứ chuyện. Dạ. 80 tuổi rồi, gần hết cuối đời rồi mà còn phải đi. Mỗi tháng phải đi nhà thương khám bệnh á. Bị tiêm cô. Bị có bảo hiểm á chừng mấy chục trăm à. Rồi con của cô họ mỗi tháng cũng đi khám bệnh uống thuốc nữa thì chắc hai mẹ con cũng nhiều tiền thuốc lắm á. Con của cô một tháng này là tiền thuốc hết bao nhiêu? Cũng mấy trăm. Yeah. Có mấy trăm, nó cũng bảo hiểm. À, cũng có bảo hiểm. Ừ, rồi. Nó cũng bảo hiểm, nó không bao nhiêu tiền. Dù gì mỗi tháng là phải lấy tiền, lấy thuốc tiêm. Có bảo hiểm là không bao nhiêu tiền. Thì mấy cô, ông chồng của cô là mất lâu chưa? 4-5 năm rồi. À, 4-5 năm cũng mới đây ha. Cũng mới. Thế mình có xác định là mình sẽ đi bước nữa không? Thôi, giờ bước xuống lỗ. 6-8, 5-8. Tại vì cô buồn phiền quá mà nói chuyện cho cô vui tí ha. Ừ. Lỡ khi bây giờ lên trên mạng mà ông vui, nào vui cho bớt đầu bớt khổ. Một nụ cười bằng 10 thang tốc bổ. Bây giờ ví dụ lên trên mạng này nè, con chưa tìm được nhưng mà vô tình tìm được anh nào anh muốn người ở chung với mình thì sao? Giờ có 5-8 đi. Ai biết được, nhiều khi anh dạ, nào thấy cô xinh gái quá dễ thương. Dạ. Thì nhà thì có những ông già người ta thích. À, thì giờ qua lúc về già có giờ muốn cho con về nó lo cho mình phải không? Dạ. Thằng có hiếu lắm, được lắm. Có hiếu nhưng mà lại nó bị bệnh ha. Ừ. Khổ mấy người kia không? Bệnh là uống thuốc. Rồi không, hai người con hết. Kia sao? Hai người con kia có hiếu với cô không mà? Thì cũng vì thấy vậy thì mỗi tháng đưa nó bao ăn rồi đưa 100-200 đi mua thuốc uống vậy thôi. Yeah. Nói chung là con cô mà uống thuốc đều đặn thì sẽ tỉnh. Còn nếu mà không uống thuốc thì sẽ bệnh nặng. Đúng. Nó bảo hiểm không bao nhiêu tiền. Yeah. Gì cũng bảo hiểm mà, nó có bao nhiêu tiền. Đúng rồi, thuốc đó cũng không bao nhiêu đâu. Nhưng mà mất công mình thời gian đi lại, mình khám rồi lấy thuốc đó. Nhờ mấy chú giúp đỡ giùm, có gì mấy chú kêu. Thì tụi bây giờ như có mấy chú, có điện thoại mấy chú kêu. Như có chú kêu chứ tôi đâu có coi hả? Đúng rồi, tôi thì cô biết ghi, gì cô ghi hồ sơ, cô ghi số điện thoại lại rồi đúng không? Ừ, rồi có gì thì có thông tin gì thì tụi con sẽ báo cho cô biết. Tôi đâu biết coi mấy chương trình này hả? Nó dặn vậy rồi, cái ngay chỗ điện thoại rồi mẹ bấm ngay vô điện thoại ai gọi. Bấm ngay vô điện thoại, tôi bấm hoài xong không ra tiếng, xong ra hư gì vậy? Con đón cô. À, con điện thoại cho cô mà thấy cô ngồi ngay góc điện thoại mà chuông reo cái cô tắt. Có biết gì đâu, trời ơi, nghe reo rồi xong bấm hoài xong im đơ luôn. À.
Dạ, thì hôm nay cô lên chương trình này thì cũng nhờ tụi con và cũng như cô chú trên cộng đồng mạng giúp đỡ gì gì. Nói mình làm phước hơn xây 10 cánh chùa. Dạ. Thiệt, con dì cũng đi chùa hoài. Dạ. Dì cũng nghe Phật pháp, cũng giảng, mình giúp đỡ người ta cũng như là giúp đỡ mình vậy đó. Dạ, thì hôm nay tụi con cũng ghi nhận để chia sẻ. Thì mong rằng video của con chia sẻ lên cô chú trên cộng đồng mạng, chia sẻ nhiều để lan tỏa. Nếu ai gặp được con của cô, hãy liên lạc giúp cho tụi con và cô ha, để mong muốn tìm được con cô quay về. Thì hôm nay cô lên đây á, là những lời chia sẻ của cô là những lời thật lòng ha cô ha. Thật lòng chứ. Dạ, thì có gì nếu mà sai trái thì cô hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật ha. Hôm nay cô cũng đồng ý cho tụi con để ghi hình ảnh của cô và cũng như hình của con của cô để chia sẻ lên trên các mạng xã hội để mà cô chú trên cộng đồng mạng để tìm giúp con của cô ha. Dạ, thì cô có đồng ý không? Thì đồng ý với lại đây chứ. Dạ. Rồi thôi, con cũng chúc cho cô luôn luôn nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn. Giờ gì cần nhất là sức khỏe thôi. Dạ, thì mau sớm tìm được con. Mau sớm tìm được con ha. Là một lần nữa thì mấy anh em cũng xin gửi lời đến quý ông bà, cô chú, anh chị. Nếu ai gặp hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, gặp chuyện bất bình trong xã hội, ai muốn tìm vợ bỏ đi, tìm chồng bỏ đi, cần sự giúp đỡ của anh em, hãy liên lạc qua số điện thoại trên màn hình. Mấy anh em sẽ giúp đỡ một cách nhiệt tình và miễn phí. Dạ. Và một lần nữa thì mấy anh em cũng xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã đồng hành cùng các anh em. Xin kính chào, hẹn cô chú anh chị những clip sau. Dạ, rồi con chào cô ha. Cảm ơn mấy chú giúp đỡ giùm. Dạ, cô, nhiệt tình có gì mấy chú. Cô cảm ơn cộng đồng mạng. Dạ. Rồi, cô cảm ơn. Vậy gửi chú rửa hình đi. Dạ dạ. Gửi để đó cô ơi. Gửi hình ấy giùm đi.